Dạ, em chào bác sĩ Tố Dung ạ. Theo như em được biết thì dạo gần đây bệnh viện mình có tiếp nhận một ca biến chứng do tiêm silicone lỏng, hay còn được biết đến với một cái tên mỹ miều hơn, đó là mỡ nhân tạo. Vậy thì bác sĩ Tố Dung có thể cho em biết là mỡ nhân tạo là gì được không ạ? Cảm ơn bạn. Thì trong thời gian vừa qua thì bệnh viện tiếp nhận cũng khá nhiều ca biến chứng người ta gọi là tiêm mỡ nhân tạo. Thực ra thì đến bây giờ có thể nói là hoàn toàn không có mỡ nhân tạo. Dùng cái từ cho nó hay để lừa khách hàng là mỡ nhân tạo, thực ra là silicone lỏng, chắc chắn một điều là silicone lỏng. Dạ, vậy thì mỡ nhân tạo nó có những cái tác hại gì đối với cơ thể vậy bác sĩ? Cái đó không phải là mỡ nhân tạo, mình phải dùng cái từ chính xác là silicone lỏng. Silicone lỏng. Mà silicone lỏng là một chất cấm cách đây 30 năm rồi. Khi tiêm về trong cơ thể mình thì nó mới có biến chứng kinh khủng. Đầu tiên cái biến chứng cấp là nó tạo ra một cái viêm, thậm chí một cái sốc nặng. Và sau đó là sẽ xâm nhập vào mô, sơ cứng, sưng, phù nề, cơ đứng, toàn bộ tổn thương tất cả các mô đó. Và đặc biệt của silicone lỏng là nó thấm từ từ từ, nó liêm lan tỏa hết, gây nhiều biến chứng lắm. Nó sơ cứng như trường hợp các bạn như đầu là cái hai cái gương mặt bạn, là hai cái má bạn, là môi bạn cơ đứng như bê tông mà cứng hết toàn bộ hết. Đó là những biến chứng viêm tại chỗ. Nó chưa đó mình tiêm trực tiếp vào trong mạch máu, tiêm trực tiếp vào phổi. Có người đã tiêm, trong trường hợp cái nhóm của bạn này đã tiêm trực tiếp vào phổi và gây thuyên tắc phổi và chết, đúng không? Vậy thì thưa bác sĩ, là đối với những người mà muốn làm có những cái khuôn mặt khắc khổ, muốn làm đầy cái khuôn mặt, muốn làm đẹp cái khuôn mặt á, thì có cái phương pháp nào mà an toàn chính thống hơn không ạ? Có nhiều phương pháp lắm. Ví dụ giờ khi mình có một gương mặt mình khắc khổ thì mình cứ khám ra khắc khổ là gì. Nhất do có là cấu trúc xương chẳng hạn, hoặc do cơ thể mình ốm quá chẳng hạn, hoặc do cái vùng lõm trên mặt nếp nhăn, có nhiều yếu tố thì chúng ta phải đánh giá. Nhưng mà cái một số gương mặt mình hơi khắc khổ, hơi lõm, thì cái phương pháp mà an toàn nhất bây giờ là mỡ tự thân, tức là lấy mỡ của mình. Mỡ mình lấy từ mỡ bụng, mỡ đùi. Sau người ta phải qua một hệ thống chiết lọc. Người ta lấy mỡ, ta phá với tế bào gốc, tiêm vào trong cơ thể mình thì mới đẹp được. Dạ, cái phương pháp này thì có cái ưu điểm gì không bác sĩ? Ưu điểm đầu tiên là mỡ của mình thì sẽ an toàn. Thứ hai, mình tiêm nhiều nó cũng không, ví dụ không thể chúng ta tiêm filler mà tiêm có mấy cục ống được. Tại vì khi tiêm nhiều filler một chỗ sẽ tạo ra một cái khoang, nó chèn ép, thậm chí cái viêm nữa. Và filler là nó sẽ tiêu đi theo thời gian. Còn mỡ mình, ví dụ mình cái tiêm 50cc, 70cc cũng được, nó sống theo thời gian mình. Nó tiêu một phần, nhưng mà cầu khoảng 50-70% thì nó vẫn an toàn, và nó tạo một cái dáng rất là tự nhiên. Vậy thì ngoài cái khuôn mặt ra thì mỡ tự thân mình có thể tiêm vào những cái bộ phận khác được không ạ? Em đã từng nghe người ta nói là cái mỡ ngực này, tiêm vùng mặt này, tức là những cái vùng nào tiêm an toàn thì là tiêm vùng mặt, trẻ hóa cái mỡ tự thân được mà. Thứ hai là tiêm vùng ngực này, hoặc cái bông chúng ta hơi bị lớn một chút xíu chúng ta có thể thấy được, hoặc là trên cơ thể chúng ta có một chỗ khuyết, ví dụ một số người bị tai nạn vùng má nha, nó lõm vô. Một số người bị tai nạn cái vùng tay, vùng đùi nó lõm vô. Cái vùng lõm là khuyết mô. Ở khuyết mô thì mô an toàn nhất là chúng ta cấy bằng mỡ mình, là mô mỡ. Dạ thưa bác sĩ, thì năm hết Tết đến, chị em đang nôn nức làm đẹp, thì bác sĩ có thể có một cái lời khuyên dành cho các chị em làm đẹp và an toàn được không ạ? Thực sự thì ngày Tết sắp tới rồi thì ai cũng muốn mình có một gương mặt xinh tươi, rạng ngời để đi xuân, đi vui xuân chúc Tết. Thì làm đẹp thì chúng ta phải nói là thứ nhất, để em đẹp nhanh thì chúng ta phải nghĩ là như thế nào là nhanh. Nhanh thì cũng 5-7 ngày tuần, 2-3 ngày, chứ không thể nhanh là làm một cái là đẹp liền. Mình nên đến cơ sở được cấp phép, phải gặp trực tiếp bác sĩ. Rõ ràng là bác sĩ đã được có chứng chỉ hành nghề, bác sĩ đã có kinh nghiệm, có chuyên môn, để người ta tư vấn rõ ràng cái chất gì chích vào trong cơ thể chúng ta thì phải rất là cẩn thận, và chất gì tự cơ thể chúng ta thì nó an toàn hơn, nhưng phải đúng chỉ định. Và chúng ta cũng không nên làm điều quá. Ví dụ bây giờ còn khoảng 2 tuần nữa chúng ta có thể tiêm mỡ, cái mỡ tự thân vào mặt an toàn. Nhưng còn có 2-3 ngày thì cái không kịp, cũng sạch sưng phù nề, đúng không? Thì lúc đó chúng ta hãy đi làm laser trẻ hóa, đi therapy RS cho mặt mình săn chắc, nó an toàn. Hoặc là trẻ hóa da nhiều phương pháp lắm. Còn nếp nhăn nhỏ thì tiêm filler nhẹ nhàng một chút xíu, 3-4 ngày, 5 ngày thì vẫn ok. Chúng ta không nên vội quá, tiêm hôm nay ngày mai biết đâu nó sưng sao, đúng không? Dạ, thì rất cảm ơn những cái chia sẻ quý báu của bác sĩ ạ. Dạ, em chào bác sĩ. Cảm ơn em.